Thưa quý vị và các bạn, trong buổi kỷ niệm 2 năm truyền hình Việt Đức VDTV báo vietduc.de tổ chức ngày 15 tháng 4 2018 tại thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chị Đặng Thu Hà là vợ nhà báo Nguyễn Huy Thắng, tổng biên tập, đã có lời tâm sự. Lời tâm sự của chị làm mọi người trong hội trường lắng đọng. Chúng tôi trân trọng, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tôi rất là bất ngờ, lần đầu tiên lại đứng ở đây và lại được cầm cái micro này. Điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng mà cũng rất là vui và cảm thấy rất vinh dự được đứng ở một không gian rất là trang trọng và đầm ấm này. Thôi xin phép cho tôi được bộc bạch tâm sự vài lời ạ. Kính thưa quý vị, tôi là vợ anh Huy Thắng, đến nay đúng tròn 40 năm. Và 40 năm đó cũng chính là vợ của nhà báo Nguyễn Huy Thắng. Tôi đã hiểu một nhà báo phải có đủ tố chất nhanh nhạy, chuẩn xác, thực tế, kịp thời và bổ ích. Điều làm được điều đó cũng rất là khó, đòi hỏi người vợ phải biết cảm thông, biết chia sẻ và biết chịu đựng. Tôi nhớ lại một kỷ niệm cũng xin được bộc bạch. Khi tôi dạy học ở trường phổ thông chuyên cấp 3 trường Hoàng Văn Thụ, thành phố Hòa Bình, khi tôi bắt đầu trở dạ để sinh cháu đầu lòng, thì cũng đúng lúc mà bọn bành trướng Trung Quốc đã xâm lược 6 tỉnh biên giới của phía Bắc nước ta. Mà lúc đó anh Huy Thắng lại là một nhà báo chiến trường ở biên giới Quảng Ninh. Tôi thú thực là đau đẻ, lo cho mình thì ít nhưng mà lo cho chồng thì nhiều. Vì lúc bây giờ chiến sự xảy ra vô cùng ác liệt, người ta nói là chết nhiều lắm. Tôi cũng rất là hoang mang, lo sợ. Đến sáng ngày 18 tháng 2 năm 79, khi tôi vừa sinh con đầu lòng xong, thì tôi tình cờ đọc được bài báo và nhìn thấy cái tiếp: Trung Quốc xâm lược biên giới Quảng Ninh, bắn sập nhà máy xứ Móng Cái, quân và dân Quảng Ninh chống trả quyết liệt. Nhìn thấy đó tôi đọc ngấu nghiến luôn. Và khi đọc hết thì tôi đã nhận ra đây chính là phóng sự của nhà báo Huy Thắng, là chồng tôi. Thú thực là tôi mừng quá. Thế là chồng mình còn sống, chồng mình đang ở Móng Cái và đã kịp đưa tin bài về để đăng. Xin cho tôi được kể thêm một kỷ niệm nữa. Khi mà tôi được cùng anh Thắng từ nước Đức này về tỉnh Quảng Ngãi để thăm lại chiến trường xưa, để anh Thắng tìm mộ liệt sĩ, tri ân đồng chí đồng bào, và rất may mắn là đã tìm được bà má đã anh dũng nuôi giấu anh Thắng dưới hầm bí mật khi đó anh bị thương rất nặng. Và cũng nhiều lần được đi cùng mấy anh Thắng trở lại chiến trường Quảng Ngãi, được tận mắt chứng kiến, được trèo đèo lội suối, tôi mới cảm nhận được những con người đã sống sót qua máu lửa, qua những cuộc chiến đấu ác liệt, cái nghĩa tình nó sâu nặng như thế nào. Và đặc biệt là khi anh Thắng đưa tôi đến để tri ân nhà đồng bào, trong đó lại được gặp những con người vô cùng anh dũng, thương tật rất là nặng và tuổi thì rất là cao rồi. Và được tiếp xúc thì mới thấy chính đó là những con người mà là anh hùng trong lòng đồng đội, anh hùng trong lòng đồng bào. Và chính kẻ thù nó cũng phải run sợ cứ nghe thấy tiếng của ông, đó là ông Nguyễn Văn Trinh. Và nó cũng phong cho ông là tướng Trinh. Thì qua tất cả những lần đi gặp gỡ đó, tôi mới thấm thía cái nghĩa tình sâu nặng
cái tính nhân văn, tính lịch sử và nhân chứng lịch sử nó quý báu như thế nào. Điều đó cũng giải thích cho tôi vì sao anh Thắng ở nước Đức này, anh đã dành rất nhiều thời gian để đi từ nước Đức về tỉnh Quảng Ngãi, đi đi về về rất nhiều lần, dành thời gian, dành cả sức khỏe, tâm huyết để đi tìm mộ liệt sĩ, để làm phim ký sự với tất cả khả năng của mình, dồn hết ra làm phim ký sự về chiến trường Quảng Ngãi, về tiểu đoàn 107 anh hùng, một tiểu đoàn mà là đã lập nên chiến công giòn giã, làm cho kẻ thù phải run sợ, và sự hy sinh mất mát cũng vô cùng to lớn. Qua những chuyến đi đó, có điều đã nhắc nhở tôi, đã thôi thúc tôi làm thế nào để chăm sóc sức khỏe cho anh Thắng nhiều hơn và cố gắng giúp anh Thắng được nhiều việc hơn bằng cái khả năng của mình. Kính thưa quý vị, tôi được sống bên cạnh anh Thắng, cho nên là theo cái chủ quan của tôi có lẽ là trong người anh Thắng, tôi nhận thấy anh có hội tụ đủ các chất, đó là chất lửa, chất hoa và chất thép. Điều này tôi đã có lần tôi đã bộc bạch cùng mấy đại sứ Đoàn Xuân Hưng và Đoàn Cựu Chiến binh khi đến thăm anh Thắng gia đình tôi vào ngày 27 tháng 7. Lửa ở đây là lửa nhiệt tình, lửa say mê làm việc và lửa được cống hiến. Hoa là những nét đẹp, những giá trị nhân văn của cuộc sống mà anh Thắng rất trân trọng giữ gìn. Thép là khả năng chịu đựng, thầm lặng chịu đựng, tự mình vượt lên tất cả những nỗi đau đớn, chiến thắng bệnh tật mỗi khi bệnh tật của mình nó tái phát, nó hành hạ anh. Điều này tôi cũng thật là thiếu sót và các con tôi cũng không hề biết. Anh toàn giấu, không nói, cho mãi đến gần sau này thì tự khi mà không thể giấu được thì mẹ con tôi mới được biết. Kính thưa quý vị, tôi cũng trộm nghĩ có lẽ nếu không có chất lửa, chất hoa và chất thép trong người anh Thắng thì một thương binh như anh Thắng lại là người nhiễm chất độc da cam thì không thể nào, không có tài nào thực hiện được đầy đủ những tiêu chí của báo đã đề ra như thế này. Kính thưa tất cả quý vị, sự đồng hành của đại sứ Đoàn Xuân Hưng, của tất cả quý bạn đọc, quý khán thính giả ở khắp mọi nơi, và đặc biệt là sự hiện diện có mặt của tất cả quý vị ngày hôm nay là một nguồn tiếp lửa rất lớn cho anh Huy Thắng. Và trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe, kính chúc hạnh phúc thành đạt tới tất cả quý vị và gia đình, tới quý bạn đọc, tới quý khán thính giả. Xin trân trọng cảm ơn. Rất cảm ơn em. Vâng, xin cảm ơn chị Hà.